kéo nữa thì buông luôn đi. Kéo nổi không? Không nổi thì bà kéo. Chị ba. Hả em? Cô ba kìa con. Hả? Đâu vậy? Đem đi đi chơi hổng gài 4 ngày rồi kìa cô ba này con. Long long chào cô ba kìa. Cô ba nè. Đi công tác. Dạ kéo nghe em nghe mẹ nói. Dạ, dạ. Ủa, dạ, em đi Việt Nam Airlines. Dạ. Em đi 3 giờ là 3 giờ 15 bay á. Bên chị dạ. Chỗ cái đoạn mà nón xanh xanh đó đó.